Theo Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 31 tháng 3, các nhà mạng sẽ tạm dừng hoạt động của thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân. Cụ thể, từ ngày 31 tháng 3 năm 2023, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp với thông tin đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, sẽ khóa thông tin hai chiều với những thuê bao này và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Cục Viễn thông yêu cầu các nhà mạng cương quyết dừng hoạt động của các thuê bao có thông tin không chính xác theo quy định. Theo Cục Viễn thông, khi người sử dụng nhận được đề nghị chuẩn hóa thông tin thuê bao từ doanh nghiệp di động, nghĩa là thông tin đăng ký có thể chưa đầy đủ, chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đề nghị người sử dụng phối hợp với doanh nghiệp để chuẩn hóa, tránh các trường hợp mạo danh, thực hiện hành vi trái pháp luật. Người dân cần biết thêm thông tin chi tiết, có thể truy cập vào các trang web hoặc gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động để được hướng dẫn.